Kim loại tác dụng với dung dịch muối, quy tắc alpha. Đây là bài toán bỏ hai lần liên tiếp. Thì chúng ta sẽ tóm tắt đề một chút. Chúng ta có m gam magie, rồi cho cộng với hỗn hợp hai muối, muối bạc nitrat này, 0,05 Ag cộng ha, đồng nitrat 0,125. Rồi sau phản ứng xong á thì đề bài đã thu được là 9,72 gam kết tủa. Thì đây là kim loại được tạo ra và dung dịch ít chứa hai muối, rồi. Thế thì ở cái giai đoạn đầu tiên này á thì các bạn phải biết sắp quy tắc alpha một chút để điện hóa một chút xíu nhé. Chúng ta có magie 2 cộng này, trên magie để bà cho magie này. Rồi chúng ta có muối đồng, muối đồng 2 cộng. Đây muối đồng 2 cộng ở đây. Và kim loại là đồng. Và muối bạc nitrat Ag cộng trên Ag. Đấy thì đề bài nó là thu được hai muối. Các bạn sẽ thấy là quy tắc lấy muối là chúng ta sẽ lấy ở cái dãy trên này này, lấy cái dãy ion nhá, muối. Thì khi nào đủ số lượng muối để lấy yêu cầu chúng ta dừng. Như vậy chúng ta sẽ có muối magie 2 cộng và muối đồng 2 cộng là đủ hai muối này. Vậy ta sẽ có muối magie 2 cộng nhá. Muối magie nitrat và muối đồng 2 cộng. Rồi. Còn kim loại thu được, kim loại thì chúng ta sẽ lấy từ đây. Kim loại thì lấy từ sau. Về trước này. Như vậy ta thấy là kim loại đầu tiên xuất hiện ở đây sẽ là bạc. Bạn thấy đúng không? Bạc. Bạc nhé. Và ta xem nào, nếu mà bạc tạo ra tối đa là bao nhiêu? Ag cộng ban đầu là 0,05 mol. Như vậy bạc tạo ra tối đa là 0,05. 0,05 mol. Vậy thì 0,05 mol này á thì sẽ ứng với cái khối lượng của chúng ta bấm 0,05 mà nhân cho 108 là 5,4 gram. Đúng không? Bạc tạo ra tối đa là 5,4 gram. Chưa đủ 9,72 như đề bài yêu cầu. Như vậy kim loại tiếp theo ta phải lấy là đồng. Đó. Nhưng mà đồng tạo ra bao nhiêu thì chúng ta chưa biết. Chúng ta đặt lồng là x mol. Đồng là x mol ha. Như vậy thì đồng 2 cộng đây là đồng 2 cộng dư. Đồng 2 cộng dư thì chúng ta lấy số mol ban đầu là 0,125. Chúng ta trừ cho x hay là đặt đồng 2 cộng dư là y mol đi. Y mol. Đồng 2 cộng y mol thì x cộng cho y này chính là bằng 0,125. Rồi. Nhưng mà vì đề bài cho phản ứng là một thời gian. Một thời gian đó các bạn. Nên là khi đồng 2 cộng dư thì chúng ta sẽ chưa khẳng định được là magie này có hết hay không. Và magie này cũng có thể dư luôn. Đấy, các bạn hiểu vấn đề như vậy ha. Magie cũng có thể dư tại vì một thời gian thì magie dư đồng 2 cộng cũng có thể dư luôn. Rồi giai đoạn tiếp theo. Tách lấy kết tủa, bỏ kết tủa ra và thêm tiếp 4,2 gram bột sắt vào. 4,2 gram sắt. Bạn cho sắt vào đây 4,2 gram. Rồi. Thì sẽ thu được, thì bạn biết là sắt là đứng trước trước đồng 2 cộng nên là sắt chỉ phản ứng với đồng 2 cộng thôi. Ở đây chỉ một phương trình phản ứng và tạo ra 4,68 gram kết tủa. Gram kết tủa thì tất nhiên là kết tủa đây sẽ là kim loại. Chúng ta sẽ có sắt tác dụng với muối đồng 2 cộng thì ra kim loại là đồng này. Ok. Với số mol của sắt, chúng ta bấm số mol sắt nhé. Bốn phẩy hai chia 56 0,075. Rồi ok, thì ở giai đoạn cái phản ứng cho phản ứng này thì chúng ta sẽ xem nào, chúng ta xem xét xem là cái sắt này nó có hết hay không nhá. Cái phản ứng ở đây thì chúng ta xét là sắt tác dụng với muối đồng này, đồng 2 cộng thì ra sắt 2 cộng cộng với kim loại là đồng. Ở đây chúng ta có thể xét tăng giảm khối lượng như sau. Các bạn thấy là từ 4,2 gram, từ 4,2 này, lúc sau thu được là 4,68 gram. Như vậy nó sẽ tăng được, tăng bao nhiêu gram ha? Tăng một cái lượng 4,68. Các bạn trừ cho 4,2 là tăng 0,48 gram. Vậy 48 gram. Thì câu chuyện ở đây là cái giữa số mol đồng 2 cộng là y
và số mol sắt là 0,075 thì chúng ta đâu có biết là chỗ này là sắt hết hay là đồng hai cộng chỗ này hết, chúng ta không biết được đúng không? Vậy chúng ta sẽ đưa ra một giả thiết thử xem, nếu như 0,075 mol sắt nằm ở hết này thì đồng của chúng ta sẽ tạo ra là 0,075, thì khi đó xem là cái lượng tăng này, lượng kim loại tăng là bao nhiêu. Lượng kim loại tăng là lấy đồng tạo thành là 0,075 nhân 64, các bạn trừ cho sắt, tan ra 0,075 nhân 56 để xem ra tăng là bao nhiêu. Nếu sắt phải ứng hết tăng là bao nhiêu, 0,075 các bạn nhân cho 64 trừ nhân 56, đấy các bạn thấy nó tăng tới 0,6 gram, tăng nhiều quá, lớn hơn 0,48 gram rất nhiều đúng không? Như vậy cái giả thiết mà sắt hết là sai đúng không? Cái này là giả thiết sai. Vậy nếu mà sắt phải ứng không hết có nghĩa là đồng hai cộng là y mol này sẽ phải hết. Đấy, ta có y mol đồng hai cộng này thì sắt phải ứng là y và đồng tạo ra là y mol, thì khi đó ta có nha các bạn, khối lượng tăng có nghĩa là 64 y là đồng tạo thành trừ sắt tan ra là 56 y là tăng. Đây tăng 0,48 gram, tăng 0,48 như đều nói thì các bạn sẽ bấm được chỉ số của y ha. Như vậy chúng ta sẽ tính được đồng dư. Đồng sẽ dư một lượng y là 0,06 mol. Rồi, đồng dư 0,06 mol ha. Ok. Thì bây giờ chúng ta đã có được lượng đồng dư rồi, thì chúng ta sẽ biết đồng phản ứng tạo ra này bao nhiêu đúng không? Đấy, ta sẽ biết đồng phản ứng bao nhiêu. Như vậy là suy ra ít mol đồng ở trên này này. Đồng nó tạo ra chỗ này này. Đó. Đấy. Rồi. Thu được hỗn hợp. Rồi. Chúng ta sẽ suy ra chỉ số của ít đúng không? Chúng ta sẽ suy ra chỉ số của ít. Ít là số mol đồng dư đấy. Đồng đã phản ứng 0,125 đồng ban đầu này. Bạn trừ đồng dư là y đây 0,05, 0,06. Bấm. không phẩy không sáu lăm mol. Đấy thì các bạn sẽ tính được cái khối lượng của cái magie dư, còn cái magie dư khối lượng kim loại magie dư bằng 9,72 một tổng khối lượng này. Đấy các bạn trừ cho bạc đúng không, trừ 5,4 là bạc, phải trừ cho đồng đồng là 0,065 nhân 64, bạn bấm 0,16. Đấy, magie sẽ phản ứng là 0,16 gram. Còn cái lượng magie đã phản ứng là bao nhiêu? Từ đây ta sẽ có là 1 nhé. Đây là lượng magie là dư còn dư lại ở đây. Magie dư ở đây. Thế còn cái lượng magie đã phản ứng để biến thành Mg2 cộng. Cái lượng magie đã phản ứng là biến thành bao nhiêu thì chúng ta dùng bảo toàn electron thôi, đúng không? Chúng ta sẽ bảo toàn electron. Thì magie phản ứng được với Ag cộng, magie phản ứng được với đồng 2 cộng thì chúng ta sẽ bảo toàn E này. Chúng ta dùng cho nhận nhá. Dùng cho nhận. Bạn quen thì bạn bấm thôi, không cần viết, cho nhận cũng được. Magie cho 2 electron từ 0 cho 2 E này. Thành magie 2 cộng. Rồi. Ok. Rồi chúng ta sẽ có là Ag cộng nhận 1 electron thành Ag. Rồi đồng 2 cộng nhận 2 electron thành đồng. Chúng ta thay vào số mol. Ag cộng phản ứng hết 0,05 nhận 0,05. Còn đồng đã biến thành đồng 2 cộng để biến thành đồng là x. X của chúng ta đây là 0,065. 0,065 là lượng đồng đã phản ứng này. 0,065 bạn nhân 2 lên là 0,13. Vậy chúng ta có tổng số mol electron nhận là 0,18, ở đây 0,18. Đó, rồi các bạn sẽ suy được magie đã phản ứng đây 0,09 mol. Như vậy là lượng 2. Vậy lấy 1 cộng cho 2 sẽ là lượng magie lúc ban đầu. Suy ra khối lượng magie lúc ban đầu ha bằng 0,16 gram này, lượng dư này cộng thêm lượng phản ứng 0,09 nhân 24 nữa. Rồi chúng ta sẽ có 2,32 gram. Và câu này
chọn đáp án là câu câu D nhé. Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối cũng là bài toán khá là hay, ra trong đề thi học kỳ 1 cũng như là đề thi đại học. Rồi,